Ngày tập võ của Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Diễm Phương sẽ như thế nào? Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tập võ ở nhà của mình. Nhưng mà xỉu lắm nha mọi người. Xỉu lắm. Nhưng mà nó cũng có một cái video dài. Mọi người nhấn YouTube và mọi người xem đi. Rồi mọi người biết. Ok. Bắt đầu. Bây giờ Nguyễn Diễm Phương sẽ trước nha. Chúng ta hãy đưa hai tay lên và ngửa hai tay lưng nghe ra. Và lấy một cái bàn chân. Bây giờ mọi người cần theo ở dưới mình à. Hít thở đó. Bây giờ sẽ tới hai của mình nha mọi người. Trời ơi, chắc là không có cái cây rồi. Bây giờ mình chỉ cần khỏi cây luôn đi mọi người ơi. Bắt đầu chưa nha. Chưa vậy. Thôi mệt quá. Chúng ta hãy tập như vậy. Tự nhiên tôi thua là sao? Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt.